bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng em buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em. Nhưng sao xuyên đã ngủ xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Video đầu tiên trong ngày hôm nay em xin phép được gửi tới các bác một combo phối ghép đẳng cấp về cả chất âm cũng như là hình thức các bác nhé. Đây là combo phối ghép đến từ hai thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Nhật Bản là Denon và Tick. Trước mặt các bác đây đó là sự phối ghép giữa Denon N9 và cặp loa Tick S300 Neo. Cả hai thiết bị này đều sở hữu cho mình nước sơn phủ bóng piano, tạo nên sự bí ẩn cũng như là sang trọng và đẳng cấp. Denon N9 thì nằm trong hệ sinh thái Xeon của hãng với các mã như N5, N7, N8, N9, N10 và N11. Thì N10 và N11 đã được nâng cấp khả năng AirPlay 2 cũng như là app điều khiển của HealthS, nhưng em vẫn thấy là các bác có một sự ưu tiên và ưu ái đặc biệt dành cho dòng Denon N9 này. Denon N9 lần này về hàng bên em với hình thức là đẹp xuất sắc, đầy đủ khiển zin và sách hướng dẫn. Khiển zin của máy và sách thì em để ở phía bên này. Sau đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết sản phẩm, âm ly cũng như là loa để các bác ở gần cũng như ở xa có thể nắm bắt được hình thức của máy các bác em. Denon N9 thì chúng ta có thể thấy được ngay đó là cái cạnh của sản phẩm đã không còn vuông góc nữa mà được bo tròn, tạo cảm giác mềm mại và đẳng cấp hơn. Ở phía trước máy chúng ta có màn hình hiển thị dạng QNET nằm chính giữa. Phía bên trên là cửa ra vào đĩa CD. Phím nguồn và phím ra vào CD được bố trí cân xứng ở hai bên. Đây là cổng để kết nối USB của máy. Cổng USB này thì có khả năng đọc tới định dạng nhạc chất số chất lượng cao, file FLAC.NET các bác nhé. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một đường cổng cắm tai nghe dạng 3.5. Phía trên lưng máy chúng ta có thể nhìn thấy đây là NFC, kết nối Bluetooth nhanh cho các thiết bị Android, phím tăng giảm âm lượng, phím đổi suộc vào cũng như là các phím điều hướng lên xuống trái phải và phím Enter. Các phím này đều được mạ một lớp chrome ở phía bên ngoài, tạo nên cái sự đối lập giữa màu đen và màu trắng ở đây. Chúng ta có thể thấy được cái sự đẳng cấp của bộ dàn. Phía mặt lưng máy sẽ không có một vết nào xước xác gì các bác nhé. Chúng ta có thể thấy được khi mà phản chiếu cả cái ánh điện ở phía trên trần nhà của em. Và đây những cái vết này là cái dấu vân tay em vừa chạm vào thì đều để lại cái dấu vân tay ở đây cả. Rồi chúng ta sẽ quan sát ở phía sau máy một chút để thêm biết thêm được cái thông tin của cái đầu máy Denon N9 này. Denon N9 này thì đã được sản xuất ở Việt Nam các bác nhé. Jack cắm loa hệ bắp chuối tiêu chuẩn và đây là jack cắm độc quyền của Denon các bác nhé. Ở phía bên này chúng ta sẽ có các đường kết nối, đường cắm internet. Chúng ta sẽ có hai đường quang
một đường analog in và một đường sub out, để cho các bác nào có cái gu nghe nhạc với cái tiếng bass sâu hơn, chúng ta có thể gắn thêm trầm vào cho thiết bị có đường gắn anten AM và FM. Đó. Còn về cặp loa TX300neo thì về hàng lần này với hình thức là thùng xốp và đẹp xuất sắc, đầy đủ cái chân tiêu âm và chén thứng của hãng các bác nha. Loa sử dụng củ bát với đường kính là 11cm và chép là đường kính 2cm. Bát và chép được là hệ thống loa đồng trục nhưng được làm tách tách rời nhau. Em có thể quay nghiêng một chút để các bác có thể nhìn được kỹ hơn. Bát và chép gần vẫn mềm mại, sáng bóng, đẹp xuất sắc các bác nhé. Ở phía loa bên này thì chỉ có duy nhất là một cái điểm cấn nhẹ ở phía này các bác nhé, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới cái vẻ đẹp toàn diện của bộ loa này. Ở phía sau loa chúng ta có thể quay phía sau để biết thêm một số thông tin về cặp loa này. TX300neo với công suất là 100W và trở kháng là 6 ohm. Cầu loa sách bắp chuối tiêu chuẩn và bộ cặp loa này có khả năng đánh BY các bác nhé. Ecang của loa thì cũng về hàng cùng và đẹp xuất sắc, em đang để ở bên cạnh đây. Và ecang này là cái dạng hít các bác nhé, các bác cứ đặt vào là sẽ tự động hít vào thôi. Với combo này thì sẽ cho các bác khả năng chơi nhạc ở trong không gian khoảng 35m đổ lại các bác nhé. Và đến ông N9 sẽ cho các bác những cái đường chơi nhạc như CD, USB, Bluetooth, AirPlay và giải mã TV. Với N9 thì bộ thu Wi-Fi đã được tích hợp sẵn vào trong máy, cho nên chúng ta sẽ không thấy những cái râu Wi-Fi phía bên ngoài. Khi kết nối với Wi-Fi thì các bác có khả năng chơi nhạc AirPlay qua các thiết bị như iPhone, iPad và đặc biệt là có thể sử dụng cái app điều khiển của Denon ở trên điện thoại các bác nhé. Giá của thiết bị hiện tại đang là 18 triệu và em sẽ tặng kèm cho các bác dây loa bắp chuối cao cấp của Fisic cũng như là đổi nguồn cho thiết bị. Các bác về chỉ kết nối và trải nghiệm cái chất âm của thiết bị thôi. Bạn nào quan tâm tới thiết bị có thể alo tới một trong hai số hotline của Thanh Tâm Audio. Còn sau đây em xin mời các bác cùng thưởng thức một bản test nữa qua đường optical. Chúng ta sẽ tạm dừng cái đường CD này lại. Và có một cái mẹo nhỏ thôi em cũng muốn chia sẻ với các bác, đó là khi các bác chơi CD dừng lại thì các bác bấm giúp em tạm dừng và bấm stop lại để cho cái cơ mắt của đĩa nó chạy về cái vị trí nghỉ ngơi, để tránh cái tình trạng mà cái mắt nó sẽ hại mắt của thiết bị các bác nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang đường quang. Chọn xa nhau là em cũng như anh sướng vui được gì, chẳng thà đường tình đôi ngã em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờ, duyên tình không vẹn dẻo neo làm chi,
Bác nào đang muốn tìm cho mình một bộ dàn âm thanh sở hữu màu đen huyền bí để thể hiện cái đẳng cấp của mình thì đến ông N9 và cặp loa Tick S300 Neo là một sự lựa chọn không thể bỏ qua các bác nhé. Sản phẩm đang có giá là 18 triệu và được bán ra tặng kèm dây loa bắp chuối cao cấp 5-6 cũng như là đổi nguồn 100V cho sản phẩm. Bác nào quan tâm hãy alo ngay tới một trong hai số hotline của Thanh Tâm Audio. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.